Thưa quý vị và các bạn, mừng tuổi cho trẻ nhỏ là một nét đẹp truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Vẫn là phong tục ấy nhưng khác với mọi năm, thay vì mừng tuổi bằng tiền như phần đông gia đình vẫn thực hiện. Năm nay, cộng đồng mạng trong nước đang lan truyền nhau phong trào mừng tuổi sách cho trẻ con với một thông điệp mừng tuổi sách, mừng tuổi tri thức. Nếu gõ hashtag mừng tuổi sách lên thanh tìm kiếm của Facebook những ngày giáp Tết Nguyên đán này, cộng đồng mạng sẽ tìm thấy vô vàn dòng cập nhật trạng thái, chia sẻ hưởng ứng phong trào mừng tuổi sách dịp đầu năm mới. Cùng với đó là hàng loạt các đầu sách hay, ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Cái việc mà mừng tuổi bằng sách thì nó rất là ý nghĩa và nó thiết thực đối với các con của mình. Như bạn nhỏ nhà mình thì các bạn ấy mua các cái tô màu về thì bạn ấy tô màu này rồi chuyện thì bố mẹ sẽ đọc cho con. Bạn ấy vừa được chơi lại vừa được nghe kiến thức từ các cái câu chuyện đó. Và mình nghĩ rằng là đây cũng là ngày đầu năm để may mắn, mong một năm các con sẽ học thật giỏi vì có nhiều kiến thức hơn. Người khởi xướng phong trào mừng tuổi sách và lan truyền phong trào này trong thế giới mạng là anh Nguyễn Quang Thạch, tác giả của chương trình Sách hóa nông thôn. Trong năm 2016 vừa qua, anh Nguyễn Quang Thạch cũng là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Vua Sejong về xóa mù chữ của UNESCO, một giải thưởng tôn vinh những người khai trí. Đầu năm 2017 này, với việc thành lập fanpage mừng tuổi sách và rất nhiều bài viết cập nhật liên tục trên trang cá nhân, kêu gọi cộng đồng hãy mừng tuổi sách cho con trẻ vào dịp Tết, Nguyễn Quang Thạch hy vọng việc mừng tuổi sách sẽ trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng. Việc mà cha mẹ học sinh tặng sách cho con của mình, rồi bạn bè tặng sách cho nhau, đấy là được chúng ta đưa những cái đầu vào cho xã hội, những cái sự tử tế, cái sự chia sẻ tri thức và trân trọng tri thức. Một quốc gia mà trân trọng tri thức và lan truyền chia sẻ tri thức cho nhau thì đất nước nó mới phát triển được, mà đây là trong những dấu hiệu của sự phát triển đích thực của đất nước. Con thích được mừng tuổi bằng sách hơn bằng tiền, tại vì do mình sẽ nhận được các tri thức từ các cuốn sách và con thích các cuốn sách nấu ăn. Nó sẽ giúp mình tìm thêm được kiến thức về các món ăn và có thêm các kỹ thuật khi làm các món. Không chỉ là một món quà lì xì ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới, mừng tuổi bằng sách cũng là cách để người lớn khuyến khích và hình thành thói quen đọc sách, kích thích tình yêu với sách, xây dựng văn hóa đọc sách cho trẻ em.